Cả nhà ơi, bây giờ đang là 11 giờ đêm và chồng mình đang nấu ăn. Bởi vì chỉ là điều nãy giờ nói chuyện á, mình kêu là ngày mai mình đi học cả ngày mà Lucas đi nhà trẻ, xong mình nói là thôi thì lấy bánh mì với phô mai cho Lucas ăn. Chồng mình kêu không. Mẹ is lazy. xong rồi á, mình nói như vậy á, chồng mình kêu không, bình thường là buổi trưa Lucas phải ăn đồ nóng, xong mình kêu không, ăn đồ nóng thì ăn đồ nguội một ngày có sao đâu, mai mình mệt á, mình dậy sớm mình không có nấu ăn đâu, giờ mình cũng bệnh, nó 11-12 giờ đêm rồi không có làm gì hết á. Thế là chồng mình không nói gì nữa, đi xuống bếp, mình nghe lục lục xuống bếp thì mình đang thấy nấu. Thế là chồng mình đã nấu gì cho món Lucas, như luộc đầu cua ve với lại làm mì trứng. Mình nói là không có làm á thì sáng mai làm buổi sáng sớm thì không chịu dậy, nửa đêm lục đục đi nấu ăn cho con. Thấy ba yêu thương Lucas không? Nghiệp lá tinh. Nghiệp lá tinh. Nửa đêm đi nấu ăn vì lúc do là không muốn con trai mình ăn đồ nguội. That but don't know why they how egg van Lucas. So em có đặt cốc chai phải hết? Dạ, nó mới về được sửa ý kiến. Dạ, cái đặt cốc chai phải hết. Nè, to. Dạ, cái đặt mong lúc ấy tận. Nè, ý cốc mày ấy tận. She knows the call. Dạ. Yeah. Mà điều đặc biệt là chồng mình không ăn cái thể loại này nha. Cơm chiên trứng này nọ là không ăn, chồng mình chỉ ăn đồ Tây thôi. How you van that mà giải khóc đã for Lucas. Ông đặt Lucas mua được Vietnamese ấy tầm tốt. Chồng mình kêu là thằng Lucas là ăn đồ Việt Nam, nên đặc dù mình không ăn đồ Việt Nam mà phải nấu cho con. Cho xì dầu vô nữa chứ, clean page. Nửa đêm không ngủ đi ra đây nấu ăn. So bây giờ là mình biết là chừng nào mà honey mẹ lười, so ba ba mút khó cần tóc, so mẹ lười ba cúc. So mẹ ao tai lười. Dạ. Ba lười tung. Quay là để mà mút Lucas còn biết là nửa đêm ba nó còn lục đục đi nấu ăn chứ có được. The bone dài, bắt bone dài, the khuôn tấn. What did that? Yeah, I recommend. Chồng kêu là Lucas không có thích ăn rau nhưng mà cũng phải ăn rau nên là phải nấu rau, trộn nấu xong trộn vô cơm làm món ăn cho con trai. Rồi bye bye, đuôi. Đuôi.